ngàn năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh hoàn loại khắp nơi từ bi xa thấy hơi nhẹ nhàng. Dân tộc xây đất nước ngày luôn được hoàn thành nhân tâm nhập niết bàn, bảo cơ Phật hoàn thành nhân tâm. Năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh vạn loài khắp nơi từ bi xa thánh hơi nhẹ nhàng, từ bi xa thánh hơi nhẹ nhàng, thế giới tịnh lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm tri ân Việt Nam Phật giáo. Tri ân Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang, là dân Việt lòng tri ân.